tù. Và ta không có để cho đất nước được bình yên một ngày nào, một giờ nào, một phút nào. Nó hỗn loạn đến như vậy. Mà sau đó cuối cùng mẹ dém quá hôm nay là quay xe. Mẹ cái màn quay xe nó nhục nhất của đất luôn. Tôi nói với anh chị em biết là tôi phải lên tiếng cái màn quay xe này. Nó lật, nó không chỉ là quay xe mà nó lật bánh tráng của nó lật. Không phải là quay xe mà nó lật xe luôn. Hôm nay là không bao giờ, từ bây giờ chắc chắn luôn trong cuộc đời của nó, không bao giờ dám nói xấu thầy Thích Minh Tuệ. Nó chỉ khen thôi. Đấy, bởi vì nó sợ, nó dén rồi. Đúng anh chị em, nó sợ thầy Thích Minh Tuệ rồi. Chắc chắn luôn, tôi nói với anh chị em biết là chắc chắn anh chị em chia sẻ video. Cũng như Hoàng Kim Dung đến cái công ty nhà nó, sau đó cuối cùng là mẹ sản xuất thì sản phẩm đều, mẹ khách hàng chỉ động vào găng tay thôi, nó quay ra nó vu khống. Nó quen cái thói lật lọc, cứ cái gì tốt đẹp của mình thì vơ vào, cái gì xấu một cái là đổ lỗi cho người khác. Mẹ ngay cả đi tù, mẹ phạm tội mà cũng đổ lỗi. Tôi nói thật luôn, tôi rất là trách cái phiên tòa của bà ta. Cái phiên tòa sặc mùi tiền. Đúng không anh chị em? Anh chị em thấy có nói thế có chất không? Nói thế có chất không? Đứa nào bảo rằng ủng hộ cô tao ở đây. Mẹ mình là người nghèo, mình ủng hộ cô mình, nhưng cô mình phải đúng. Cô mình phải tử tế. Năm mấy mấy tuổi đầu rồi mà không biết nhục gì. Đi tù ra tù mà cứ làm như mình là quốc mẫu hồi cung ấy. Một cái người đàn bà suốt ngày là khoe có vàng, có bạc, có kim cương. Chứng tỏ cái người đàn bà ấy không có giá trị, suốt ngày dùng vàng, bạc, kim cương hay là tiền bạc để chia, để nâng giá trị bản thân mình lên. Tôi nói với anh chị biết một người đàn bà tuyệt vời nhất, một người đàn bà có giá trị nhất, một người đàn bà chỉ cần một viên kim cương thôi. Một viên kim cương của một người đàn bà chuẩn nhất, đó chính là sự tử tế. Đó chính là gì? Đạt đạo đức. Và đó là và trí tuệ. Chứ không phải là kim cương. Đây là do người ta phải quân tử. Nói được làm được. Chơi được là phải chịu được. Đây mừng trước thì chơi. Còn quất không trượt phát nào mà đọc tên thầy tao. Sao đọc đến mức độ mà sân si. Gân gốc là nổi quân quận lên như thế. Thế đến ngày hôm nay mẹ dén gân luôn. Mẹ tao tưởng là dám phang thầy tao thì tao phang cho mẹ chạy một phát luôn. Mẹ một phát luôn là chạy vào trại giam T30, 20 năm sau đéo có đường ra luôn. Đúng anh chị em. Còn đứa nào ngồi đây bảo tao lừa đảo. Mẹ tao lừa đảo mà tao ngồi được ở đây thì tao, chúng mày công nhận tao là siêu nhân à? Đất nước luật pháp như thế này. Cho nên là mình làm cái gì, mình nói cái gì, mình ủng hộ người ta. Hoàng Kim Dung, tôi không có sân si với ai cả. Sân si làm gì, cuộc đời này chỉ sống một lần thôi. Một đất nước Việt Nam là một đất nước, một cái đất nước hòa bình, một cái đất nước độc lập, một cái đất đoàn kết, một cái đất nước có tình yêu thương con người với con người. Mà từ ngày xuất hiện của bà ta, nó làm cho loạn đất nước, nó làm cho phe cánh, xong rồi chửi nhau loạn hết trên mạng xã hội. Bao nhiêu cuộc bóng đá, rồi là sao? Rồi là thầy Minh Tuệ xuất hiện, nó làm cho trái tim của con người ta gần gũi với con người hơn. Nó làm cho nhẹ nhàng hơn, cuộc sống êm đềm hơn. Cảm thấy cuộc đời này không cần phải nghìn tỷ, không cần phải trăm tỷ, không cần phải nhiều tiền. Mà cuối cùng vẫn cần được sự bình yên. Thế mà cuối cùng bà ấy xuất hiện, bà ấy mở mồm, bà ấy nói một viên kim cương là nghìn tỷ. Bà thách đố, bà dùng mặt trận tổ quốc là trêu đùa. Dùng ông trời bà ấy cũng nôi xuống bà ấy trêu đùa. Thế mà chúng mày coi bà ấy như cha như mẹ chúng mày, ủng hộ cô tao mãi đỉnh. Tì chứ. Mà đúng là cái xã hội này tôi không biết nó loạn đến như thế nào khi cái con đàn bà này xuất hiện. Đấy là lý do vì sao mà cuộc đời của bà ấy, cho dù là bà ấy cố tình, bà ấy tưởng rằng là cuộc đời của bà ấy giàu, số bà ấy may mắn bà ấy giàu, nhưng ông trời có mắt đấy anh chị em. Tôi nói với anh chị em biết là sao, người ta gọi là người làm trời thấy, tiền bạc có thể che lấp được con người. Là nó hỗn quá, nó láo quá. Nó bất chấp đạo đức, bất chấp luật pháp, bất chấp mọi thứ. Đây là bà ta là sao coi trời bằng vung luôn. Coi thường pháp luật. Hôm nay bà chửi nhà sư, anh chị em biết nó chửi nó. Ôi dồi nó không bà, có nghĩa là sao tôi thề luôn với anh chị em, tôi chưa từng tôi gặp một cái, nghe một cái con côn đồ nào nó chửi khốn nạn như thế mà phốt lên từ một CEO. Ôi dồi ôi, tôi không tưởng tượng được thằng chồng nó nhục thế như nào khi nó nghe con vợ nó chửi người ta như thế. Mà đúng ngày rằm anh chị em.
mà nó đúng cái đền thờ nha nó. Mình thờ làm gì? Mình thờ để làm màu làm mè, để hù ai? Mình thờ người, mình thờ mình phải có tâm, có đức, có đạo, có đức. Chả cần phải thờ cúng gì hết. Nếu như cái tâm mình tốt này, đây là thờ cúng người ta xong mà chửi nhứa tay luôn, quất hết người này quất người kia, người ta chỉ sờ đến gãy mình cái phải là chửi người ta mẹ không phanh luôn. Đến khi mình sờ người ta, mình động người ta, mình chửi người ta mà chửi một cách tự nhiên luôn, chả người ta chả động chạm đến mình cũng chửi đấy, chả động chạm đến mình cũng chửi cũng vang, cứ như là mình là người mẹ có quyền là đi từ thiện một tí, có quyền để chửi hết người này người kia, tự cho phép nó có quyền lực là làm mẹ thiên hạ. Các anh chị em biết là cái ngôn từ này nhá, tôi chia sẻ với anh chị em, nếu như các anh chị em xem video của Hoàng Kim Dung, tôi chia sẻ với tất cả những anh chị em biết là cái con này nó có một cái bệnh, nó coi nó là mẹ thiên hạ, nó tự coi nó là một có nghĩa là một mẫu nhi thiên hạ đấy, và nó tự cho nó một cái quyền lực, đó là gì ạ, mà đấy nó còn đi tù về rồi nha. Trước đó anh chị biết là cái hình dung trong là nó nghĩ nó là ai, là nó có cái quyền đấy, cho nên tất cả mọi người có nghĩa là người dân là nó cho đi, tất cả dân là nó cho nên đấy là ngôn từ của nó suốt ngày nó mở mồm nó là vì dân đấy, mị dân, nó cho dân, tôi cho cái này cho cái kia đấy, sau đó là tôi thương dân thương nước, nó nghĩ nó tự cho nó quan trọng, cho đến khi nó ngồi tù. Nó ngồi tù là tưởng là nó ăn năn hối lỗi, nó nhận ra là đất nước, hóa ra đất nước này có luật pháp. Đấy, nếu như nó là một cái con mà biết quay đầu, nó biết là sự tử tế, nó biết nó cần thay đổi, thì nó phải phát hiện là đất nước này có luật pháp, và mình chỉ là một hạt bụi ở đây mà thôi. Và may mắn ở cuộc đời của mình giàu hơn người ta là mình quá may mắn rồi. Thế nhưng mà con này nó không như thế. Thay vì việc là nó phải thay đổi, thay vì việc nó phải biết ơn là cuộc đời nó giàu có, thay vì việc là nó phải biết ơn quốc gia, thay vì việc nó phải biết ơn con người là sao, và thay vì việc đó là nó cảm thấy nó may mắn ở cuộc đời nó giàu hơn, thì nó lại cay cú. Nó cay cú, nó không làm gì được nhà nước, chính phủ và đảng. Nó không chửi được vì nó biết rằng nó chửi là nó đi tù, mẹ không có lối ra, nó tù chung thân luôn. Đấy, và các anh chị em biết là nó phải dãy đành đạch luôn. Đầu tiên là nó còn kinh lắm, đầu tiên là nó chống đối lắm. Nhưng sau khi bị nhốt là nó phải quy phục nhà nước. Đấy là lý do vì sao mà nó cay cú. Nó cay cú, nó mở mồm ra, lúc nó nói như này, lúc thì nó nói như kia, để mà nó được ra tù nhanh là nó phải hứa, nó thề, nó nói ngọt ngào, nó nịnh nọt người ta, quỳ lạy van xin người ta để được ra tù sớm hơn, để được xin khoan hồng, hứa ngoan này như kia, nhưng mà ra tù thì chứng nào vẫn tật đấy. Đúng anh chị em, chứng nào vẫn tật đấy, bệnh ngứa mồm á nó vẫn còn nhiều. Đấy, cái bệnh ngứa mồm á là sao, nó lại bị lan, nó bị dịch. Dẫn đến là sao? Khi mà nó ra tù, nhiều người ủng hộ, các tin tức đưa tin lên, nó mạnh quá và nó sung sướng, nó tưởng rằng nó đang ở trên đỉnh. Nó cứ nghĩ rằng nó đang ở trên đỉnh cao, các anh chị em biết không? Đấy, nó bị ảo mộng như vậy, nó tưởng rằng nó quay được trở lại cái thời ngày xưa đi tù chả là gì cả. Đấy, nhưng mà nó không biết rằng là sao, người dân Việt Nam, những người có tri thức là người ta đéo chấp, người ta không thèm chấp, là thôi thì mày có tí tiền mày nổ đi. Chứ còn người giàu thật sự, người có tri thức thật sự á, là người ta lặng lẽ, càng im lặng là càng là vàng. Nhưng mà đây là nó nổ banh xác, nó nổ tung loách. Cho nên là công ty của nó mấy hôm là đông khách, nó ngon, nó nghĩ rằng nó vẫn còn có cơ hội, nó ảo mộng. Sau đó là nó quất người này người kia để nó nổi hơn, đỉnh hơn. Nó muốn livestream của nó hàng trăm ngàn người xem như trong quá khứ. Và nó tìm cái người nào nổi tiếng nhất Việt Nam, người được nhiều ủng hộ nhất Việt Nam, đó là thầy Thích Minh Tuệ. Bởi vì nó tự tin rằng nó đã mị dân được rất nhiều như thế này rồi,
Vâng, người ta sẽ nghe lời nó. Đấy, nó tự tin là như vậy. Đấy, cái con này nó bị bệnh là bị bệnh hoang tưởng. Là sau khi nó đi tù, đất nước bình yên vô cùng luôn. Và thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện. Và thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện là thầy không cần khoe kim cương, không có mà khoe. Có mỗi cái nỗi nổi công. Thầy xuất hiện là thầy là sao, làm cho con người. Thầy không có lấy cái gì của con người cả, mà thầy bán cho tất cả những con người, những người tiếp cận thầy. Bán một cái gì? Bữa cơm. Một bữa cơm tinh thần. Một cái bữa cơm bình yên và hạnh phúc. Đấy chính là cái thế giới tâm linh của loài người, của con người. Sau tất cả con người là cần nhất là sự bình an. Thì thầy đã mang lại. Và nó chiến đấu với thầy Minh Tuệ. Là nó không phải là chiến đấu với thầy Minh Tuệ, mà nó chiến đấu với toàn dân Việt Nam. Nó chiến với tất cả những người mà có tiền và người ta cần sự tĩnh tâm. Cho nên là đấy là lý do vì sao nó thất bại thảm hại trong cái chiến lược vừa rồi. Và khi nó thất bại thảm hại, nó không chấp nhận. Nó theo chiến lược của Tào Tháo, biết sai sửa sai và không bao giờ nhận sai. Nhưng mà người dân Việt Nam nó không như ngày xưa. Và đặc biệt là mạng xã hội nó tự do rồi. Cho nên người ta lên tiếng, người ta vạch trần cái bộ mặt. Lật mặt đúng anh chị em. Mẹ sao mấy ngày vừa rồi là fan của nó không lên tiếng một câu nào luôn. Nó cứ bảo để từ từ. Tại sao? Anh chị biết vì sao không? Khi nó đi tù á, là cái bọn YouTube dơ của nó là bám đít thầy Minh Tuệ để kiếm ăn. Thế bây giờ là nó chửi, nó chuẩn bị. Nó bắn súng vào thầy Minh Tuệ. Thế chắc chúng nó cũng chuẩn bị thì khác gì. Con người ta phải có lương tri chứ. Đấy là tâm lý của con người. Đúng ấy, rất đúng anh chị em. Cho nên là nó thua. Khi nó thua một cái luôn, nó quay ngoắt luôn, quay xe. Mẹ nó lật lọng. Mẹ cái trò lật lọng của nó, mẹ riêng Hoàng Kim Dung này á. Mẹ tao biết đức đi của nó luôn. Nhưng người khác không nhận được ra, nhưng Dung biết lâu rồi. Dung biết cách đi mấy năm mà sau khi đục vào găng tay đều như nó. Nó lật nọc như lật một cái bánh tráng luôn. Nên là chính vì nó lật nọng là Dung lên tiếng. Nọng giọng nó nhẹ nhàng. Nó diễn. Nó run run. Đấy, nghe nó ghê chứ anh chị em thấy không. Để cho người ta gọi là nghiệp quật. Cái hôm đấy nó tuyên bố là quất ai là người đấy toang. Quất là không trượt phát nào luôn. Đấy, đến ngày hôm nay là dẹp này. Cuộc đời nó tự nó nghiệp quật. Mà tôi nói với anh chị em nhá, nó mà sai, nó không sửa sai, xong nó quay xe lịch hót, một ngày nào đó nó không còn cái gì trong tay, lúc đó nó mới nhục. Mà các anh chị em biết là nếu như trường hợp mình bảo là con này, riêng con này mà nó quay lại, nó cắn cái thằng cái thằng ba trợn, cái thằng mà nó chửi thầy là ba trợn ấy, cái thằng mà thích nhiều bằng ấy, mấy cái thằng mà thích củ từ ấy, thì ít nhất luôn là mình thấy rằng là kể cả luôn là nó có lật mặt, kể cả như vậy luôn, ít nhất là mình còn thấy hả dạ một tí, mình chấp nhận nó một tí. Nhưng mà đời nào nó chửi, bởi vì bọn đấy là đệ tử của nó mà các anh chị em. Nó định là với cái khả năng là mị dân của nó, với khả năng nó hút bằng kim cương, bằng vàng bạc như vậy, là nó sẽ chiến thắng được cộng đồng, là nó có thể bảo vệ được thằng thích củ từ, nó có thể bảo vệ được cái thằng mà thích nhiều tiền, thích cúng dường, rồi là bảo vệ được cái thằng mà thích bằng tiến sĩ. Nhưng mà nó không bảo vệ nổi, cho nên nó chấp nhận. Nhưng mà không bao giờ nó chiến đấu với hai đệ tử của nó đâu. Đấy, đúng anh chị em. Nên là con này là nó lật lọng lắm. Bây giờ đố bảo dám nói đến thầy Thích Minh Tuệ đấy. Mà nếu như có dám nói được khen. Nhưng mà đâu, nó đâu có sợ thầy Thích Minh Tuệ. Nó sợ nó mất fan. Nó sợ mất hình ảnh. Nó sợ nó bị phá sản thế thôi. Nhưng mà cộng đồng mạng người ta biết hết à? Cộng đồng mạng người ta nhìn thấy hết à? Đúng anh chị em.
Cho nên là cái đám mà u mê của nó là vẫn là cô tao mãi đỉnh, cô tao mãi đỉnh, cô tao là đỉnh quá cơ. Cô tao đỉnh quá, cô tao đỉnh của lật lọng. Lật lọng đến cái mức độ mà thượng thừa rồi, cái mức độ đẳng cấp rồi. Cô tao mẹ tự tin cô tao, mẹ cô tao chỉ là con tù nhân hay là cái gì mà cô tao. Đúng anh chị em. Xong rồi đám u mê nó suốt ngày nó đưa các tin tức, nó tìm tin tức. Mẹ cách đây 10 năm của Hoàng Kim Dung nó bảo lừa đảo. Mẹ sao? Mẹ bà cô của mày đi tù rồi mà mày còn không dám thừa nhận sự thật, mày quay ra bảo người ta vu khống người ta lừa đảo. Tao lừa mà tao ngồi đây, mà tao ngồi được ở đây. Cô mày có cả nghìn tỷ mà. Mẹ nó cũng bảo, vì sao mình phải lên tiếng? Vì mẹ nghe nó ngứa tay quá. Mình thì không có bệnh ngứa mồm mà mình bệnh ngứa tay. Lật mặt như lật bàn tay mà nó chửi người ta nhuốc hay luôn. Một cái con mà nó lật lọc đến như vậy, một cái con nó ẩm như vậy là sao? Mà làm sao nó nổi tiếng, làm sao nhiều người ngộ? Thế ông trời ạ, trong giấc mơ trong giấc mơ và ông trời cũng nói với mình rồi. Trước khi người ta đẩy một cái người xuống địa ngục ấy, thì người ta sẽ cho một cái con người đó trở thành anh hùng mà trở thành lên ngôi. Cho nên đừng có thấy hoan đỏ mà ngỡ xuân về, đúng không anh chị em? Cho nên mình là người Việt Nam á, mình yêu thương nhau. Mình là người Việt Nam, mình cứ lên từ từ thôi, lên dần dần thôi, sống bình an là được. Ngày mai có thể chết mặc dù mình không muốn. Cho nên ngày hôm nay là cứ sống bình an đi. Mẹ cứ theo kiểu mà làm mẹ thiên hạ ấy. Mẹ đã cả một cái công ty to đến như vậy mà bao nhiêu tiền như vậy mà sân si, mà còn đòi cái này đòi cái kia để mình trở thành một người phải lúc nào cũng nhất nhất thiên hạ, bị đi tù về không thấy nhục à? Nó làm ảnh hưởng đến rất nhiều đến nước đất nước, nó làm ảnh hưởng đến rất nhiều đến cả cái lớp trẻ ấy. Bộ đi tù có sao đâu đấy, cho nên là phải lên tiếng chứ còn mình sân si gì đấy, bỏ gì mình sân si. Nhà nó có tiền có của thì mình có lấy gì nhà nó, mình có thèm gì nhà nó. Cậy mình có tiền để mình làm phiền được thiên hạ, cậy mình có tiền để mình làm nhục bất kể một ai, cậy mình có tiền để mình có thể vu khống hết người này người kia, cậy mình có tiền mình có thể tra đập để quất hết người này người kia. Ông Tuệ ông làm gì, ai làm gì bà ấy, ai động vào cái nhà bà ấy, ai sờ vào cái gì nhà bà ấy mà nó đi, nó thấy người ta nổi tiếng hơn, nó thấy người ta nhiều người hâm mộ hơn, nàng nó quay ra là nó sờ gáy, quay ra là nó đi tìm để nó quất, để nó này có kia. Âm Mỹ mà trong đó là đất nước Việt Nam là đất nước đoàn kết đến như vậy, đúng anh chị em? Một đất nước yêu thương nhau như vậy, một đất nước như thế mà từ cái ngày cái con này nó xuất hiện nó hoang tàn luôn. Mạng xã hội TikTok mẹ nhau chửi nhau, tấn công nhau, làm nhục nhau, vu khống nhau, mẹ cho vào tù hết rồi, hết dạy trai rồi lại xong lại đi tù, xong hết cái ngu này nó lại có cái ngu khác đấy. Vừa rồi lại đụng phát vào thầy Minh Tuệ mà cái nó ngu toàn tập luôn. Chứ mình có làm gì đâu, mình đã thôi rồi, nhưng mà mẹ nó lạc đạn đấy. Thế mình cứ tự nhiên mình bắn thôi. Ngon. Đúng anh chị em, riêng cái loại nó là phải ngồi ngoan ở trong tù. Thì ngoan, bởi vì ngồi ở trong tù á, để mà tu đi, tu dưỡng đi, ngồi trong tù để cho người dân Việt Nam yên bình, đấy mới gọi là thương dân, đúng anh chị em? Thương anh chị em nào mà gặp nó nhá, nó gửi lời của Hoàng Kim Dung này này, bảo gửi gắm cái lời của Hoàng Kim Dung cho nó, là nếu như cô mà yêu nước thương dân thật sự á, là tốt nhất cô trong tù cô ngồi đi, để cho đất nước được bình yên, người dân được bình yên, đúng không? Mẹ cô đi tù nhiều thập kỷ luôn, người dân mang ơn cô vô cùng luôn. Yên tâm cô đi tù á, là cả dân, cả đất nước là mang ơn cô. Cô cứ ra tù một cái là đất nước nó có loạn lên à? Đúng anh chị em? Thế là mình cứ tưởng là mình nói được, cứ mở mồm ra nói. Nói người ta không biết nói à? Nhưng mà người ta không vu khống được, người ta không đi sỉ nhục người khác được. Một người đàn bà cứ
muốn là mình là một người nổi lên người khác, mạnh hơn người khác. Cứ người nào nổi hơn mình, cái người nào mà được nhiều người ngưỡng mộ hơn mình là không chịu được, là khó chịu, là dây đành đạch lên. Một người mà muốn mình mạnh là phải người đi nâng người khác lên, yêu thương người ta, thông cảm với người ta sai thì chịu trách nhiệm với luật pháp. Đây là cứ lên mạng làm nhục, thay cả luật pháp, thay cả chính quyền. Mà đi tù về rồi mà vẫn thế. Tôi nói anh chị em biết là sao, nếu như cái con người đấy vẫn tồn tại, tôi khẳng định với anh chị em mà nếu cái đà này là chắc chắn lại đi tiếp. Nó bảo nó sợ rồi, nó thấy nó ở trong tù nó khốn nạn khốn khổ rồi, nhưng mà tự mình chui vào chứ ai bắt. Xong cứ ra đi tù, cứ ra tòa là đổ lỗi hết người này người kia, mẹ, vì người ta tấn công mình. Đi tấn công người ta, đi làm nhục người ta, vu khống với người ta. Xong lại quay ra lại bảo là không cần fan. Quay ra lại bảo là tại sao phải ủng hộ thầy Thích Minh Tuệ đến như thế. Người ta có quyền ủng hộ chứ, người ta có quyền đấy, đấy là cái tâm của người ta chứ, mình thế. Đây mà quay ra là chỉ có mỗi mình là phải ủng hộ mình thôi. Vàng bạc kim cương để làm gì? Những cái đạo đức như thế thì làm sao mà con cái nó nể phục được. Các anh chị em nha, cảm ơn tất cả những anh chị em đã ủng hộ Hoàng Kim Dung. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau nha. Xin chào nha. Xin chào, bye bye. Mình để hiền thôi, mình không có ghê như thế. Nhưng mà giết cái con cuồn cuộn này là phải ghê, phải nói, phải lên tiếng. Mà tôi thề luôn anh chị em là cái con cuồn cuộn này mà đến lúc mà nó cứ bơm đạn cho tôi mà cái là tôi năng lượng lắm. Chứ còn bản thân là mình là sao, lúc nào mình cũng nhẹ nhàng hiền, lúc nào mình đi đâu mình cũng thấy là cuộc đời của mình tại sao nó êm đềm như vậy, nó dịu dàng đến như vậy. Mà cứ cái con cuồn cuộn là nó nổi lên một cái luôn là tôi phải rồ lên ấy. Đặc biệt là ngày hôm nay nó nật nọc, nó quay xe. Tại sao cái con này nó có tồn tại được, tại sao nó có thể sống bị ổi đến như vậy. Thế là mình là vặt dồ lên. Cho nên là tại sao nó có nó thì phải có tôi. Các anh chị em nha, ông trời nó sắp đặt cả rồi. Cho nên là riêng con này chấp nhận khẩu nghiệp. Được chưa anh chị em?